Thưa quý vị và các bạn, vào đúng 20 giờ tối nay ngày 19 tháng 11, tiếng chuông từ cơ sở tôn giáo sẽ vang lên hòa cùng với tiếng còi tàu, người dân thành phố Hồ Chí Minh tắt đèn, cùng thắp nến để tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Vào sáng ngày hôm nay 19 tháng 11, mọi công tác chuẩn bị cho lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất ở các điểm cầu truyền hình trực tiếp. Tại hội trường thống nhất Quận nhất, điểm chính sẽ ra lễ tưởng niệm tối nay sẽ có khoảng 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có đại diện lãnh đạo đảng và nhà nước cùng với các bộ ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng trọng điểm phía Nam. Buổi lễ cũng có sự tham dự của một số thân nhân, gia đình có người mất do Covid-19. Tại đây, tất cả những người tham gia lễ tưởng niệm đều được yêu cầu ăn mặc lịch sự, trang trọng và có thẻ xanh COVID-19, đứng giãn cách, tuân thủ 5K để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.